Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Santa Fe nhé. Dòng xe SUV 7 chỗ cực kỳ ăn khách của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10 của năm 2023, em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách ra bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm giữa tháng 10 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu dòng xe Hyundai Santa Fe này sẽ có thể nắm được. Với cái chính sách giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cũng như là tăng cường ưu đãi của hãng với tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Santa Fe này, thì ở thời điểm này là cái mức tổng lăn bánh được giảm đâu đó gần 200 triệu so với cái thời điểm trước anh em nhé. Và cụ thể chi tiết về khuyến mại và tổng lăn bánh ra sao thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em nào mà đang quan tâm có thể chuẩn bị tài chính của mình một cách tốt nhất anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Santa Fe động cơ 2.5 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang được thay đổi với mức giá là 969 triệu. Và cái mức ưu đãi của đại lý bên em lại giảm tiếp về tiền mặt cũng như tặng anh em thêm gói phụ kiện cơ bản lên đến 30 triệu nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.041 tỷ. Trả góp thì đang là 226 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.031 tỷ. Trả góp thì đang là 216 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.013 tỷ. Trả góp thì đang là 198 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm giúp em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại thì bên em cái bản 2.5 xăng tiêu chuẩn này thì cũng đang rất là sẵn xe để có thể giao ngay cho anh em ở cái thời điểm giữa tháng 10 này anh em ạ. Và chính sách giá bán vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Santa Fe động cơ 2.5 xăng cao cấp. Bản này thì đang có một cái mức giá thay đổi xuống còn 1.150 tỷ. Với cái chính sách giảm trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu của đại lý bên em thì giá xe lại được tăng cường thêm anh em nhé, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm giữa tháng 10 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.233 tỷ. Trả góp thì đang là 264 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.221 tỷ. Trả góp thì đang là 252 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.203 tỷ. Trả góp thì đang là 234 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em cần muốn giá cạnh tranh hay là giá chi tiết thì anh em cứ gọi cho em, thì em sẽ có một cái mức ưu đãi tốt nhất cũng như là sẽ là cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em hai cái phiên bản máy dầu. Đầu tiên đó là cái bản 2.2 dầu tiêu chuẩn. Bản này thì được thay đổi với cái mức giá là 1.050 tỷ. Và khi về đại lý bên em, chính sách giá bán lại được tăng cường ưu đãi thêm anh em nhé, lại được giảm thêm tiền mặt cũng như là tặng anh em thêm những cái gói phụ kiện nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.128 tỷ. Trả góp thì đang là 244 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.117 tỷ. Trả góp thì đang là 233 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.099 tỷ. Trả góp thì đang là 215 triệu. Đó. Với cái bản dầu tiêu chuẩn này thì chính sách giá bán nó vẫn sẽ còn giảm thêm khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó. Và cái chính sách này thì thực sự ở thời điểm này nó đang rất là tốt rồi. Nên là anh em nào mà quyết đoán muốn lấy xe sớm, muốn giá cạnh tranh thì gọi ngay cho em đi, đừng chần chừ gì nữa anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản 2.2 dầu cao cấp. Bản này đang được thay đổi mức giá là 1.199 tỷ.
với cái chính sách giảm thêm về tiền mặt cũng như là tặng thêm phụ kiện cho anh em lên đến 30 triệu thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 291 triệu, trả góp thì đang là 280 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 278 triệu, trả góp thì đang là 276 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 260 triệu, trả góp thì đang là 249 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại cũng như quà tặng rất là chi tiết 4 cái phiên bản của dòng xe Hyundai Santa Fe ở cái thời điểm giữa tháng 10 này rồi. Và cái chính sách giá bán như thế này bên em vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó, anh em cảm thấy phù hợp với mức giá em đang chia sẻ thì gọi cho em để em hỗ trợ anh em thêm những cái chi phí tăng cường anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.